Rồi thì chào anh Nguyễn Nhân Vinh. Thì hôm nay em có gửi cho cô hai đó, cô hai có cô bé nè, có gửi ở đây là gửi cho cô ba cô bé 3 triệu cô hồi dặn em con nha. Tại vì cô đi quá ngang rồi sẵn dịp đó thì gửi cho cô hai luôn, xác cô hai đây. Thì cảm ơn anh Vinh cũng rất là nhiều, Nguyễn anh Nguyễn Nhân Vinh ở đây trợ duyên cho cô bé cô hai á. Trời đây lâu quá, bây giờ lại tới đây gặp đó anh cười này. Hôm nay thì đụng đó em này, ngồi gần bên đây vui đó trên này nè. Giờ đây bé trên cuối đó đầu này bé tám ơn đây cậu trên đó ở xa này, giờ đây nhận được đồng bạc này bé ta tám ơn đây mới nhận đó đồng nhỏ này để đây làm tạo tâm đức đó cho cùng gia đình đền được được hưởng vui. Chưa đầu đầu biết biết nói vì hôm nay trời đó 24 này bé đây đưa giờ chơi chơi núi Cẩm Vạn Liên này ở chợ chỗ cây số 10 đây bé đó nhận được kinh vui này, bé đây xưng khai mặt hết mọi mọi sai dần bé tạ ơn. Bé chỉ biết nói trâu nhỏ thôi chứ chứ đâu biết nói có vị đúng không chị đúng không? Tiếng cười cười này nghe tiếng quá em, tiếng cười này thấm thét quá. Nên bây giờ nghe ai nghe tiếng cười này ai cũng giật mình chứ không biết chuyện gì. Bữa nào lần sau bé ghé nhà thì bé rồi đổi nó để liễm á, có nó mà liễm bự nhà nè, bữa mới vừa lụm xong rồi đạn bắn đùng 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 đúng giờ chiếc máy bay trực là chuyện có đó, chuyện mà nó quấy 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 giống như nè thấy không. Rồi, bây giờ chờ chuẩn bị cho che cái này lại đi hết cho á liễm á, giờ chờ chuẩn bị ngày mai chị Phụng đi chợ đò mua lậu lanh á, mua lậu lanh nè, lậu len nè, giờ chứ lậu lọ ba cái lậu cho trùng vô rồi nấu nấu phùng lên rồi bỏ dạo vô rồi cho ăn hết trong nhà lặng đi đi muối coi nha, đừng ăn có gì khác nha, để miếng muối vô một vặt ăn vô đi đặng cho nó không có cái vô cái này nó đậu trong này nó giải da khỏi cho nó đi da luôn. Chứ đừng ăn cái gì vô khác hết vô nha, là sẵn cái việc này bé gửi mọi người được nghe đi để phòng khăn để cứu mạng mình. Bé chị nói về coi không may kinh thì khôi chứ giờ ở trên kêu bé nói mà bé không nói thì gặp phải nói hết, còn người nào kinh cũng được thì mằng đi chứ giờ bé bé công việc phải nhiều lắm bé không có cái gì á thời gian không phải không vé đây giặt đó nên phải 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 nói hết ra để cho mọi người để trùng ra nghe cái câu nói này để mà cứu mạng mình nè. Bé nói chuyện mong kinh khôi mình ăn lúc nào cũng được ha bé, thì trời trời này rồi xong qua trời nữa ăn rồi trời trời nghỉ trời ăn trời nghỉ cho ăn ăn đúng sao 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 trời là ăn đúng 6 trời, nhưng mà trời nghỉ trời ăn trời nghỉ trời ăn chứ không phải ăn ăn liền nhau dài cũng được nha. Đồ lẩu thanh nè, đồ lõ đồ liền nè, rồi khi một cái cứ đậu gì mà bé nói không được mà cái đậu gì cũng biết nói, đậu xanh đậu đỏ đậu đen còn còn một cứ đậu nữa đậu ma hay đậu gián thôi đậu gián không phải đậu túc á, cái đậu kêu đậu túc á, biết đậu túc không, nó màu trắng à không phải hay nó màu đen nó đông 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 vậy nè, kêu kêu là đậu đậu cây trái trúc á, đậu cây đậu trái trúc á, để chơi chơi gì mẹ về mẹ đi ở trong núi tắm nhiều lắm ở trong bên trúc á, ở bên trúc người ta bán cái đậu cu đậu kêu là đậu cổ cúc á đó, kêu cái đậu đó đó đậu ta ăn cái đó là chị đọc là hay lắm mà bé đi hoài bé tìm không được già nên người tìm được là bé bị mua lụm xong mới giải người này kia nặng nó ăn cái đậu đó là nó chữa cái hơi đó là hay nhất á, kêu là đậu túc á, đậu túc ha, không phải đợi kêu cái gì á, bé không biết cái này cầu ngọng mà nghe không khỏi đâu, cái kêu đậu gì đậu cúc á,
đậu cúc. Chị có mẹ biết, mẹ sắc biết coi. Còn chị bé kêu cái kênh coi à. Chứ chị nhỏng mà nghe đâu được. Thôi. Người ta nghe tiếng cười này cùng người ta cũng đi tiếng bé. Trời đâu có thời gian đâu mà gặp. Giờ đang bắt đi chim chiến nè, rồi đi uống một đồn nè, rồi đi ăn chôm nè. Nhìn công việc quá gì mà không ai làm tiếp á, mà không biết tìm bé để làm gì. Hả anh cười? Con cũng không biết mấy người nữa. Thôi con giả kiếm cô rồi mà cô bật bằng việc quá nên chưa thấy được. Bé ở đây mà cười quá. Dạ. Mà ngủ đi quấn lộn thì không ai đi hết trơn. Mà đi tìm bé mà bé nói đi tìm bé thì đi quấn lộn bé đi. Dạ. Nó đâu biết quấn lộn. Nó không biết đi tìm làm gì. Gặp nhau để làm gì. Nhớ qua đi kiếm nha. Nhìn nhau để làm gì. Rồi nói với nhau để làm gì. Nè ba cây ngủ quấn lộn hay đi quấn phụ hay đó. Mà đòi gặp bé thì bé gặp bé. Ngủ đi quấn lộn với bé nên thôi không biết. Dạ. Chuyện lạ lùng quá đi khỏi. Trên bãi biệt. Dạ, cảm ơn cô bé rất là nhiều. Cảm ơn anh Vinh cũng rất là nhiều nha. Dạ. Không phải.